Thưởng thức những trái mận tươi giòn vừa mới hái, có lẽ không gì tuyệt vời bằng có ngay một bát muối ớt hay một bát muối chẩm chéo ngon như thế này để thưởng thức. Gọi là ship thẳng từ màn ảnh ra đến tay tôi đấy ạ. Biên tập viên Huyền Nhung đã gửi những trái mận này rất là thơm ngon, nhưng mà không biết là có chua không, để tôi ăn thử luôn. Anh Bảo làm cho mọi người ở đây đang cảm thấy cũng ứa nước miếng theo. Anh thấy rất là ngọt trong ngoặc kép ạ. Ăn được, không đến nỗi. Tức là chúng ta có rất là nhiều cách để có thể ăn mận mà không chỉ là cắn rộp rộp như anh đâu. Mà chúng ta có một cách nữa, hôm nay Chef Đặng Hằng sẽ mang đến cho chúng ta. Xin mời chị ạ. Nghe thấy tiếng Bảo cắn mận thì chắc là thấy cũng hơi chua chua đúng không? Vâng. Và vì là mọi người sẽ cảm thấy là ăn một trái mận, có những người mà ăn được thì đồ chua, có người thì không ăn được. Vì thế nên hôm nay sẽ giới thiệu với khán giả của chương trình Cà Phê Sáng một món, đấy chính là mousse mận. Như vậy thì chúng ta sẽ cân bằng được độ chua. Đầu tiên thì bây giờ sẽ hướng dẫn Bảo và Quỳnh nhá, và quý vị khán giả. Thứ nhất là chúng ta mousse mận thì không thể thiếu mận được rồi đúng không ạ? Mận này thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách là gọt hết vỏ và bỏ luôn hạt nhá, đừng để hạt đấy. Thì mình sẽ sử dụng ở đây là 300g mận cùng với cả là một lượng đường đấy, khoảng 30 đến 50g đều được. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đun cái hỗn hợp này lên để cho chúng ta làm thành một cái dạng là sốt mận. Và trong cái thời gian mà chúng ta đun như thế này thì cũng khá là lâu để cho cái mận của chúng ta nó nhừ ra. Nhừ ra thì gọi là sốt mận mà. Vâng. Thì mình mất khoảng tầm 30 phút. Đấy. Chị Hằng ơi, có lưu ý gì về nhiệt độ hay là có, bởi vì là khi mà chúng ta đun cái sốt mận này này thì chúng ta không nên đun quá lửa quá lớn. Nếu mà đun lửa lớn quá thì nó sẽ dễ bị kiểu bén ấy, vì có đường mà nó dễ bị thành caramel, nên là mình sẽ để cái lửa nó ở nhiệt độ trung bình thôi. Có phải đảo liên tục không? Không. Vì là cái đường nó sẽ chảy ra từ từ và nó ngấm vào với cái phần mận, sau đó nó sẽ làm cho cái mận của mình nó mềm ra. Khi mà mận mềm ra thì chúng ta sẽ xay được thành một cái phần hỗn hợp như thế này. Đấy chính là sốt mận. Giống như ketchup ấy. Tương cả ấy, đúng không? Trời ơi, Bảo lúc nào cũng sẽ nghĩ đến những cái đồ ăn. Khi mà bởi vì mình sẽ mất khoảng tầm 30 phút nên mình, Hằng đã chuẩn bị sẵn cái phần sốt mận này rồi. Sau khi mà mình có cái phần sốt mận này thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái phần hỗn hợp, đấy chính là kem tươi. Trước khi mà làm kem tươi thì mình sẽ có một cái sốt mận này được chuẩn bị cùng với cả là gelatin này, sữa tươi này, những cái phần nguyên liệu này thì ở ra bếp nhà chúng ta ai cũng sẽ có luôn đấy, rất là dễ. Đầu tiên là sữa tươi không đường ha, mình sẽ sử dụng một lượng sữa tươi không đường ở đây đấy. Cùng với cả là mình sẽ sử dụng là 200 đến 300g sốt mận. Cái sốt mận này là mình đã nấu trước khoảng 30 phút, sau đó xay nhuyễn nha. Thì chị vẫn đang ở cái bước là đun mận với gelatin đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Chính là cái phần cốt đúng không ạ? Đúng rồi, đây chính là cái phần cốt mà mình không thể thiếu được trong cái phần mousse mận. Nó sẽ chua chua ngọt ngọt khi mà kết hợp cùng với cả kem tươi. Ở đây thì mình đã chuẩn bị phần kem tươi và đường. Cái lượng đường mình cho vào đây thì đặc biệt là quý vị khán giả và Quỳnh với cả là Bảo về nhà có thể điều chỉnh theo cái khẩu vị của mình. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng khoảng tầm 20g đường để cho vào đây để mình đánh cùng với cả kem tươi ha. Tôi rất là thích xem những cái video clip làm bánh. Vì bánh nó không chỉ ngon khi ăn mà trông nó rất là đẹp mắt. Ngoài khi mà mình chuẩn bị cái phần thành phần kem tươi này thì mọi người cũng biết là cái hỗn hợp này ấy, mình sẽ phải chờ cho nó nguội bớt một chút thì mình mới có thể trộn vào với nhau. Ngoài ra nữa thì ở đây thì mình có chuẩn bị thêm một chút bơ cùng với cả bánh quy. Tại sao mình lại chuẩn bị bơ với bánh quy? Vì là cái bơ với bánh quy này ấy, với dành cho những bạn mà ở gia đình không có lò nướng. Khi mà các bạn không có lò nướng thì các bạn có thể sử dụng nguyên bơ về bánh quy này là chúng ta đã có thể làm thành một cái thành phần mousse như thế này rồi. Và khi mà mình đã chuẩn bị ngay thì bơ mình sẽ cho vào trong lò vi sóng, mình quay nó chảy ra. Sau đó mình sẽ trộn cùng với cả cái hỗn hợp, đấy chính là hỗn hợp bánh quy này. Khi mà trộn hỗn hợp bánh quy này thì mình sẽ cho vào cốc. Đó, mình sẽ cho cái bánh quy này vào cốc và mình lát nữa thì mình chỉ cần đổ phần mousse vào. Mình để trong tủ mát khoảng tầm 2 tiếng thôi là mình đã có thể rất là đơn giản sử dụng đúng không? Đúng rồi. Ai ở nhà cũng có thể thực hiện được. Và đặc biệt rằng là với ở đây thì mình có rất là nhiều loại trái cây, thì mọi người về nhà mọi người cũng có thể sử dụng những cái loại trái cây mà khác biệt nhau theo cái sở thích của mình.
mà đến cái mùa hè này thì mọi người hay đi camping ấy, thì chúng ta sẽ có những cái phần mà nó khi mà chúng ta xách đi thì nó sẽ rất là ok. Những công đoạn đang được hoàn thành để chúng ta cùng được ngắm nhìn và sau đó là nếm thử bánh mút mận, đúng không ạ? Phần kem này chúng ta sẽ cần phải đánh nó trong bao lâu? Thế là xong. Thường là phần hơi kem đặc là được. Đúng rồi, cái phần kem để làm một cái bánh mút thì chúng ta sẽ không có đánh quá bông. Ví dụ như chúng ta đánh quá bông thì nó sẽ làm cho cái phần kem của mình khi trộn vào ấy, nó sẽ bị rơi vào tình trạng là bị đặc lại. Vì thế nên là ở đây thì mình có hai cái nguyên liệu, và nguyên liệu này thì mình sẽ phải chờ cho nó nguội bớt này. Còn cái phần nguyên liệu này thì bây giờ mình sẽ cho vào cái phần cốc nha. Thực ra thì chúng ta cũng có thể sáng tạo rất là nhiều cách khác nhau với cái mousse mận này, đúng không chị? Mình có thể sáng tạo rất là nhiều cách, ví dụ như là mọi người có thể cho vào một cái ví dụ cái khuôn để làm thành bánh sinh nhật này, sau đó là mọi người có thể cho vào những cái cốc này. Tại vì mình cho vào cái cốc này là mình thấy là thời gian gần đây ấy, các bạn ở gia đình là hay cho trẻ nhỏ đi camping lắm, thế nên thành ra là nó sẽ tiện hơn là khi mà mọi người cho vào những cái khuôn lớn, ví dụ như là bánh sinh nhật chẳng hạn, thì nó sẽ hơi bất tiện một xíu. Nhưng mà cái cốc này thì mọi người sẽ mang đi đâu đó thì nó sẽ rất là tiện này. Đấy, bây giờ thì mình sau khi mà mình có cái thành phẩm này rồi, ở đây là kiểu mình đang ở trường quay ấy, thế nên là mọi người có một phần lưu ý, đấy chính là cái phần nguyên liệu này, đặc biệt là phần nguyên liệu mà mình nấu với sữa với cả là với cái mận ấy, thì mọi người phải để nguội một chút, nếu không mình trộn vào đây là nó sẽ dễ bị chảy nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ trộn vào này. Trộn đều vào với nhau là về nhà chúng ta có thể thực hành nó trong vòng khoảng 10 phút là chúng ta đã có một cái mousse mận rất là ok rất rồi. Rất là dễ nhớ. Thì bây giờ tôi đang nhớ ra các công đoạn là thứ nhất là mình sẽ nấu mận với đường, sau đó cho gelatin vào. Đúng rồi. Sau đó trộn với bơ, kem. Đúng rồi. Đánh lên. Đó, thấy không? Đó, để vào trong tủ lạnh xong. Và bây giờ là chúng ta đã xong một cái phần này rồi, và bây giờ chúng ta chỉ việc đổ vào cốc và để vào trong tủ mát khoảng tầm 2 tiếng thôi. Là chúng ta sẽ có một cái mousse rất là mát, chua chua, đảm bảo là Bảo sẽ không bị ăn chua như là buổi sáng nay đâu. Thôi, tôi thì cũng đã nắm được công đoạn rồi và hy vọng là quý vị cũng đã nắm được những công đoạn chính. Thế còn thành phẩm của chúng ta và cách trang trí thì có lưu ý gì chị? Bây giờ thì sẽ trong quá trình mà mọi người cũng biết là nếu như mà chờ như vậy thì sẽ hơi lâu, nên là Hằng đã chuẩn bị sẵn thành phẩm với mọi người đây rồi. Quá. Đó, mọi người thấy không? Tăng phần topping ở trong cũng rất là đẹp mắt đấy. Một phần lưu ý như thế này, vì sao mà ở phía trên mình lại có cái phần màu đỏ này mà không phải là phần kem sữa, đấy chính là mình sẽ sử dụng chính cái sốt mận mình cho lên phía trên. Ngoài ra nữa sẽ giới thiệu với quý vị khán giả một số những cái hoa quả khác, như là mọi người sẽ thấy là chúng ta có thể làm bất cứ một cái vị gì đó theo cái sở thích của mọi người, với có rất là nhiều vị. Đây là của loại quả gì ạ? Ở đây thì mình đang làm là hạt dẻ. Còn ở đây thì mình làm mận này, còn thêm một nữa đấy chính là dưa lưới. Mình thấy rằng là đợt này các bạn trẻ rất là thích cái món dưa lưới này. Đúng rồi. Đấy. Ăn đấy, rất là mát đúng không? Đúng rồi. Mọi người thấy rằng là có rất là nhiều màu sắc và mùa hè như thế này thì nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và mang đi camping đảm bảo là trẻ con nó rất là thích ăn luôn. Vâng. Xin được cảm ơn Chef Đặng Hằng với những gợi ý rất là thú vị. Món bánh mousse mận và cũng như là mousse với nhiều loại hoa quả khác nhau, cực kỳ là hợp lý cho những buổi đi chơi, tụ tập, rồi món tráng miệng vào mùa hè nắng nóng oi ả thế này. Xin được cảm ơn chị đã đến với Cà Phê Sáng hôm nay một lần nữa.